30 phút sau, tiếng còi thi đấu kết thúc, điểm số của Vân Đại và Lê Đại lần lượt là 58 và 55. Vân Đại đã thắng. Đám người Mi Lê bên dưới không dám tin. Trời ơi, quá xít sao đi. Chúng ta thua Vân Đại chỉ 3 điểm nữa thôi. Sao tôi thấy nó không giống như một trận đấu gây cấn gì cả. Toàn bộ quá trình, vị thần tiên Bùi Doãn ca kia như kiểu thả cho một con đường sống vậy. Hoàng Tổ Nghĩa nghiêm túc hỏi, sao em lại để đối thủ tiếp cận điểm của mình quá gần như vậy? Trong lòng ông vốn có rất nhiều nghi ngờ, chẳng lẽ Bùi Doãn ca hiểu biết nhiều hơn, biết không là mất mặt các trường khác sao? Doãn ca thản nhiên đáp, trong đầu bọn họ có mấy cây gân, em đều biết rõ cả. Hoàng Tổ Nghĩa nghe xong không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy câu trả lời này có vẻ đáng sợ quá. Cùng lúc đó, phòng thi sinh viên năm nhất bên cạnh lúc này, Hải Ngưng không khỏi xanh mặt, này rõ ràng là lớp 5 đang chơi mình mà. Lúc đầu bọn họ tỏ ra kém cỏi để lừa mình đưa con át chủ bài ra, cuối cùng khiến mình mất cảnh giác và đánh cho mình trở tay không kịp. Nữ sinh bên cạnh vô cùng lo lắng, giờ sao đây? Sao chúng ta cứ thua hoài vậy? Từ Hạ Ninh cũng tiếp, hay là gọi Bùi Doãn ca đến đây đi. Hải Ngưng nghe vậy càng thêm tức giận, nó tới thì có lợi ích gì? Nó chỉ là một kẻ thay thế bổ sung, còn trông cậy vào nó để xoay chuyển cục diện sao? Đúng lúc Doãn ca vừa hay lẻn đi vào, đám người vẫn đang bàn luận về cô sôi nổi, không thể nào, Trạng Nguyên thi đại học mà chỉ là một kẻ thay thế bổ sung thôi sao? Gì mà thảm vậy trời? Lẽ nào là cô ta ỷ vào điểm thi đại học mà không coi trọng người khác, cho nên bị các thành viên khác trong nhóm cho ra gì à? Hiện tại điểm số lớp 5 đang dẫn đầu, một thí sinh lớp 5 lên tiếng, đến giờ phút này, rồi mà còn cất giấu Trạng Nguyên thi đại học của các cậu ở đâu vậy? Thế nào, lẽ nào chúng tôi không xứng với Trạng Nguyên lớp các cậu sao? Hải Ngưng tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng Doãn ca chỉ là một kẻ thay thế bổ sung, căn bản không có tư cách trực tiếp lên sân khấu. Nhưng người khác lại cho rằng nó là đòn sát thủ của đội lớp 1 ư. Tống Giao thấy Doãn ca xuất hiện bèn chạy đến ôm cánh tay, Doãn ca, sao còn không đi lên? Doãn ca dứt khoát đáp, không lên, thay thế bổ sung thì cũng đã thay rồi, lên đó chẳng phải là khi dễ người ta sao? Thực chất là trong lòng Doãn ca đang nghĩ, lúc nãy mình đã giết học trò của mình rồi, bây giờ lại còn đến đây bắt nạt đám người này. Chắc Tư Thừa Ngôn sẽ cười mình ít nhất là một năm. Tống Giao ngơ ngác không hiểu, đã thay ư? Chẳng phải cậu ấy cũng vừa mới đến đây sao? Bấy giờ giáo sư Tịch tranh thủ gọi cho Hoàng Tổ Nghĩa báo cáo, lão Hoàng, gọi cho ông muốn cháy máy luôn rồi, ông có tới hay không hả? Sinh viên lớp 1 của ông sắp bị rớt đài rồi kìa, họ không chịu được nữa. Đầu dây bên kia Hoàng Tổ Nghĩa đáp, không tới, chúng tôi đang phải ở đây để an ủi sinh viên Lê Đại nữa. Giáo sư Tịch không khỏi bất ngờ, tình huống gì vậy trời? Không phải lúc thi đấu ông còn nói sinh viên Lê Đại sẽ tra tấn sinh viên Vân Đại chúng ta đến đau tim đau phổi sao? Hoàng Tổ Nghĩa bất lực thở dài, ai ra, một lời khó giải thích rõ lắm. Đúng rồi, Bùi Doãn ca có ở chỗ các ông không? Bảo con bé ngồi vào vị trí của tôi và chấm điểm dùm tôi luôn đi. Giáo sư Tịch chấn động nhẹ, cái gì? Chẳng phải em ấy là người bổ sung trong lớp của các ông hay sao? Đầu bên kia Hoàng Tổ Nghĩa không kiên nhẫn nói tiếp, nếu để em ấy thay thế bổ sung nữa, lớp chúng tôi lại thắng tiếp thì ngại lắm. Bớt nói nhảm lại, hãy làm theo lời tôi nói đi. Nói xong Hoàng Tổ Nghĩa dứt khoát cúp điện thoại. Giáo sư Tịch ngay lập tức gọi Doãn ca đến để nói chuyện. Không bao lâu sau, đám người ngồi dưới bắt đầu xì xào. Kỳ quái, bọn họ nói cái gì mà lâu vậy? Biểu cảm của Trạng Nguyên cha thật sự rất thú vị. Ngay cả trận thi đấu cũng phải tạm thời ngừng lại. Rốt cuộc bọn họ đang thương lượng cái gì vậy ta? Một lúc sau, Doãn ca ngồi xuống vị trí Hoàng Tổ Nghĩa, ngay bên cạnh giáo sư Tịch. Đám người càng không ngờ tới, ủa là sao, chẳng phải cô ấy là người thay thế bổ sung sao? Sao lại ngồi ở vị trí giám khảo của giáo sư Hoàng vậy? Giáo sư Tịch bấy giờ mới lên tiếng, các bạn học, giáo sư Hoàng bận việc nên không qua đây được. Cho nên vị trí giám khảo của giáo sư Hoàng sẽ do bạn học Bùi thay thế đảm nhiệm. Các sinh viên bấy giờ kiểu, Trạng Nguyên cha là thần tiên sao? Lần đầu tiên tôi nghe có tân sinh viên trực tiếp ngồi hẳn vào vị trí giám khảo để thay thế cho giáo sư của mình á. Trạng Nguyên cha cũng quá là mạnh đi. Tôi cả đời cũng không ngồi được vị trí đó nữa. Trên bục, hai tay Hải Ngưng nắm chặt lại. Mình vốn tưởng rằng sau khi có được vị trí trưởng nhóm thì sẽ lấn được nó một bậc, nhưng kết quả thì sao chứ? Bùi Doãn ca thế mà lại thay thế giáo sư Hoàng làm giám khảo. Giáo sư Tịch nói tiếp, được rồi, tiếp tục thi đấu đi. Hai giám khảo bên kia nhìn nhau một cái. Nếu lớp 1 đưa ra một sinh viên cái gì cũng không hiểu đến làm giám khảo, vậy thì chẳng phải chúng ta có thể. Nghĩ đến đây một giáo sư lên tiếng, thí sinh lớp 1, mời các bạn đưa ra nguyên lý hoạt động đi. Trên bục, Hải Ngưng sốt sắng lắp bắp, nguyên lý là... Cô ta căn bản không trả lời được, trong lòng âm thầm mắng Doãn ca, con tiện nhân chết tiệt, bộ nó không thấy chúng ta đang bị làm khó à? Sao nó không có phản ứng gì cả vậy? Tiếng chuông hết giờ vang lên, trả lời thất bại, thí sinh lớp 1 không được điểm. Hải Ngưng vô cùng phẫn uất, để cô ta thay thế giáo sư Hoàng thì có lợi gì, điểm của lớp chúng tôi đã bị trừ một cách ác ý, chỉ còn điểm cơ bản mà thôi. Giáo sư kia tiếp, phần tranh luận của lớp 1 đã kết thúc, tiếp theo 10 lớp 5 đáp lại.
thí sinh lớp 5, mời các cậu cho biết vì sao lúc trước lại lựa chọn phương hướng ý tưởng này. Bởi vì giáo sư này có quan hệ tốt với giáo sư Lý lớp 5, cho nên chỉ hỏi thí sinh lớp 5 những câu hỏi cơ bản. Đám sinh viên bên dưới cũng cảm thấy thiên vị quá mức rõ ràng, lập tức xì xào, câu hỏi này khác gì tặng điểm miễn phí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, điểm lớp 5 chắc chắn sẽ cao hơn lớp 1 của chúng ta rất nhiều. Bùi Doãn ca ngồi trên đấy chỉ cosplay linh vật hay gì, không biết làm gì khác ngoài nhìn lớp mình bị bắt nạt sao. Thôi xong rồi, trận thi đấu này đừng mong mà nghĩ đến chuyện thắng nữa. Bấy giờ Doãn ca mới cầm mic từ tốn nói, tôi có thể hỏi một vài câu hỏi được không? Một giáo sư bên kia lên tiếng, đương nhiên có thể, không phải cô thay thế giáo sư Hoàng của các cô sao? Đương nhiên bọn họ không coi Doãn ca ra gì, một sinh viên năm nhất thì sao có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào được. Thí sinh lớp 5 Kiều Căng đáp, bạn học Bùi, nếu có cái gì không hiểu đương nhiên có thể nói ra. Trong lòng cô ta vô cùng đắc ý, cho dù cô ta ngồi ở ghế giáo sư Hoàng thì thế nào? Ai cũng đều là tân sinh viên, cô ta liệu có thể mạnh hơn mình sao? Doãn ca nghe vậy bình tĩnh trả lời, được. Vậy xin hãy giải thích, vì sao các bạn lại chọn định luật Archimedes để giải quyết vấn đề này, mà không phải là dùng định luật Pascal cho tiện lợi hơn? Ngoài ra hãy tóm tắt ngắn gọn về ý tưởng của các bạn khi tham khảo luận văn Mandelson.